Hôm nay mình tiếp tục đường thật ha. Giải bóng chuyền Mường Sơn 2023 của huyện Lấp Vò. Hôm nay mình sẽ dành chọn thời gian tường thật của bảng B ha. Bảng tử thần. Trận đấu đầu tiên sẽ là trận đấu giữa Vĩnh Thạnh và đương kim Á quân Định Yên. Trọng tài đang sinh hoạt hai đội. Đội Vĩnh Thạnh trong trang phục áo đỏ, quần đen, giày trắng. Đội Định Yên trong trang phục áo xanh, quần đen và giày đen. Hôm nay là ngày thi đấu của hai bảng, bảng A và B. Trong ngày hôm qua 13 tháng 1 năm 2023 đã diễn ra các trận đấu của bảng C và D. Kết quả như sau. Ở bảng C, nhất bảng C là đội Viện Kiểm sát đương kim vô địch. Nhì bảng C là đội nữ Tân Khánh Trung. Và ở bảng D, nhất bảng D là đội thị trấn Lấp Vò, nhì bảng D là đội Long Hưng B. Như vậy hai cặp tứ kết đầu tiên đã được xác định, đó là Viện Kiểm sát gặp Long Hưng B, thị trấn Lấp Vò gặp Tân Khánh Trung và các trận đấu của ngày hôm nay sẽ tiếp tục chọn ra bốn đội để thi đấu hai trận tứ kết còn lại. Xin thông báo quý vị, các trận tứ kết, bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai 15 tháng 1 năm 2023. Địa điểm cũng tại nhà thi đấu thể thao huyện. Bây giờ hai đội chào sân chuẩn bị thi đấu. Ở ván thi đấu thứ nhất, Vĩnh Thạnh là đội ở gần màn hình của chúng ta và đội Định Yên là đội ở xa màn hình của chúng ta. Đây hứa hẹn là một trận đấu hay và kịch tính.
Và bây giờ trận đấu được bắt đầu. Số 4 của Vĩnh Thạnh giao bóng. Vừa rồi chỉ là thử bóng thôi mọi người. Bây giờ trận đấu mới chính thức được bắt đầu. Định Yên giao bóng. Lỗi kỹ thuật. Đổi giao bóng cho Vĩnh Thạnh. Điểm cho Vĩnh Thạnh. 1-0. Điểm cho Vĩnh Thạnh 2-0. Số 3 của Vĩnh Thạnh giao bóng. Bỏ bóng không qua lưới. Đổi giao bóng. Điểm cho Định Yên 1-2. Giao bóng tốt, điểm cho Định Yên 2-2. Bắt bóng lỗi kỹ thuật, điểm cho Định Yên 3-2. Bóng lỗi kỹ thuật. Điểm cho Vĩnh Thạnh 4-3. Đổi giao bóng, điểm cho Vĩnh Thạnh 5-4. Đổi giao bóng, điểm cho Định Yên 5-5. Thank you.
bóng tốt, đổi vào bóng, điểm cho Định Yên 6 đều. Bỏ bóng ngoài, đổi vào bóng, điểm cho Vĩnh Thạnh 7-6. Số 3 của Vĩnh Thạnh vào bóng. Điểm cho Vĩnh Thạnh 8-6. Bóng không qua lưới, đổi vào bóng, điểm cho Định Yên 7-8. Lỗi kỹ thuật, đổi vào bóng, điểm cho Vĩnh Thạnh 9-7. Giao bóng tốt, tiếp tục điểm cho Vĩnh Thạnh 10-7. Bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thạnh 11-7. Định Yên hỏi ý lần thứ nhất. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Bình Thạnh Chung. Mời quý vị đón theo dõi sau đây. Bắt giờ hội ấy, hai đội trở vào sân tiếp tục thi đấu. Vĩnh Thạnh phát bóng, tỷ số hiện tại là 11-7, nghiêng về Vĩnh Thạnh. Đỡ bóng không sang lưới, đổi vào bóng, điểm cho Định Yên 8-11. Bỏ bóng tốt, điểm cho Định Yên 9-11. Giao bóng tốt, tiếp tục điểm cho Định Yên 10-11. Đập bóng không sang lưới, đổi giao bóng, điểm cho Vĩnh Thạnh 12-10.
Lỗi kỹ thuật. Điểm tiếp tục cho Vĩnh Thạnh 13-10. Tiếp tục điểm cho Vĩnh Thạnh 14-10. Đập bóng tốt. Điểm cho Định An 11-14. Lỗi kỹ thuật. Tiếp tục điểm cho Định An 12-14. Vĩnh Thạnh bỏ bóng ngoài. Điểm cho Định An. Tiếp tục 13-14. Trắng bóng tốt. Điểm tiếp tục cho Định Niên 14-14. Vĩnh Thạnh hội ý. Hết giờ hội ý. Mời hai đội tiếp tục vào sân thi đấu. Vĩnh Thạnh đập bóng ngoài. Điểm tiếp tục cho Định An 15-14. Bây giờ Định An đã vượt qua Vĩnh Thạnh. Đỡ bóng không sang lưới. Đổi giao bóng cho Vĩnh Thạnh 15-15. Tiếp tục điểm cho Vĩnh Thạnh 16-15. Bóng ngoài. Tiếp tục điểm cho Vĩnh Thạnh 17-15. Lỗi kỹ thuật. Điểm cho Định An 16-17.
Tiếp tục điểm cho Định Yên 17 đều. Trận đấu diễn ra rất hay và rất hồi hộp, gây cấn. Hai đội giành giật từng điểm số. Định Yên tiếp tục giao bóng 18-17. Điểm cho Định Yên 19-17. Vĩnh Hạnh tiếp tục hội ý lần thứ hai của gián thi đấu thứ nhất. Trận đấu tiếp tục. Bóng ngoài đổi ra bóng cho Vĩnh Hạnh 18-19. Vĩnh Hạnh bỏ bóng tốt. Điểm tiếp tục cho Vĩnh Hạnh 19 đều. Lưới. Vĩnh Hạnh lưới. Bỏ ra bóng điểm cho Định Yên 20-19. Điểm cho Vĩnh Hạnh 20 đều. Một ván đấu hết sức hấp dẫn. Đội Định Yên hội ý lần thứ hai ở gián thi đấu thứ nhất. Trận đấu hết sức là căng thẳng. Tỷ số hiện tại là 21-20 nghiêng về Vĩnh Hạnh. Vĩnh Hạnh cầm giao bóng. Ván đấu thứ nhất đã kết thúc với tỷ số 22-20 nghiêng về cho đội Vĩnh Hạnh. Mời quý vị nghỉ giải lao trong chốc lát để tiếp tục theo dõi ván đấu thứ hai. Hết giờ giải lao.
hai đội vào sân chuẩn bị thi đấu ván thứ hai. Kết quả ván thứ nhất, Vĩnh Thạnh đã thắng Định Yên với tỷ số 22-20. Một ván đấu thật là kịch tính và hấp dẫn. Trân trọng kính mời quý vị tiếp tục theo dõi ván thứ hai với đội Định Yên trong trang phục áo xanh quần đen giày đen ở gần màn hình của chúng ta, và đội Vĩnh Thạnh áo đỏ xanh quần đen giày trắng ở phía xa màn hình của chúng ta. Hai đội đang làm thủ tục để chuẩn bị bước vào ván thi đấu thứ hai. Ván thứ hai bắt đầu, Vĩnh Thạnh giao bóng. Điểm cho Vĩnh Thạnh 1-0. Tiếp tục điểm cho Vĩnh Thạnh 2-0. Bỏ lỗ tốt, bỏ vào bóng, điểm cho Định Yên 1-2. Giao bóng không sang lưới, đổi giao bóng, điểm cho Vĩnh Thạnh 3-1. Đập bóng không sang lưới, tiếp tục điểm cho Vĩnh Thạnh 4-1. Bóng ngoài, điểm cho Vĩnh Thạnh 5-1. Thank you.
Trận đấu tạm thời bị gián đoạn để trọng tài sinh hoạt huấn luyện viên của đội Vĩnh Thạnh. Trận đấu tiếp tục. Chân lỗi kỹ thuật, hai đội đội Định Yên xin hội ý. Tiếp tục điểm cho Vĩnh Thạnh 7-1. Một trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Định Yên đập bóng tốt, đổi vào bóng, điểm cho Định Yên 2-7. Điểm cho Định Yên 3-7. Tiếp tục điểm cho Định Yên 4-7. Tiếp tục điểm cho Định Yên 5-7. Đội Vĩnh Thạnh xin hội ý. Trận đấu tiếp tục. Đã bóng hỏng, đổi vào bóng, điểm cho Vĩnh Thạnh 8-5.
bỏ bóng hỏng, điểm cho Định Yên 6-8. Đập bóng tốt, bỏ vào bóng, điểm cho Vĩnh Thạnh 9-6. Định Yên lỗi kỹ thuật, điểm cho Vĩnh Thạnh 10-6. Vĩnh Thạnh để tay chạm lưới, đổi vào bóng, điểm cho Định Yên 7-10. Bóng thông sang lưới, đổi giao bóng, điểm cho Định Yên 8-11. Xin hỏi ấy, điểm số hiện tại là 13-8 nghiêng về đội Vĩnh Thạnh. Trận thi đấu tiếp theo của bảng B sẽ là trận đấu giữa hai đội Ngân Hàng Nông Nghiệp và Bình Thạnh Chung, một trận đấu hứa hẹn cũng sẽ hấp dẫn. Hết giờ hỏi ấy, mai hai đội ra sân tiếp tục thi đấu. Thank you.
Đếm cho Vĩnh Hạnh 16, 8. Lỗi kỹ thuật. Đếm cho Vĩnh Hạnh 17, 8. Đổi vào bóng. Điểm cho Định Yên 9, 17. Vĩnh Hạnh 18, 9. Sang lưới tiếp tục điểm cho Định Yên 11, 18. Điểm cho Định Yên 12, 18. Điểm tiếp tục. Điểm cho Định Yên 13, 18. Bóng tốt, bỏ vào bóng. Điểm cho Vĩnh Hạnh 19, 13. Sang lưới, đổi vào bóng, điểm cho Định Yên 14, 19. Giao bóng ngoài, điểm cho Vĩnh Hạnh 20, 14. Lỗi kỹ thuật. Đổi vào bóng. Điểm cho Định Yên 15, 20. Vào bóng thông sang lưới.
kết thúc ván đấu thứ hai với bàn thắng 21-15 nghiêng về đội Vĩnh Thạnh. Như vậy sau hai ván đấu, Vĩnh Thạnh thắng Định Yên với tỷ số 2-0.